Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop Công Phu của Toản. Thì Toản hiện tại đang chuẩn bị đi ship hàng đi Hà Nội. Thì anh Hoàng anh ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thì lát nữa là mình sẽ mang ra bưu điện để mình ship hàng đi Hà Nội. Thì các bạn mua hàng với mình kể cả là vỏ bao cát gửi sẵn mình vẫn ship hàng được cho các bạn nhé. Thì cái loại này là loại đang bán chạy nhất của bên cửa hàng mình. Thì nó có rất chi là nhiều ưu điểm nên sản phẩm này nó bán chạy. Thì các bạn nhìn qua là thấy cái bao cát này nó lớn hơn cả mình nhé. Thì trọng lượng của bao cát này là nhồi vải không, là mình vải không nhá, bên trong là vải khô cắt nhỏ mình ép xuống là hơn 50 kg vải. Thì các bạn biết đấy, hơn 50 kg vải chắc chắn là nó sẽ rất chi là nhiều, nhưng mà mình đã nén được vào trong bao cát này, mình nén lại để giữ cho bao cát rất chi là chặt đấy. Đó, các bạn thấy không đấy, nhìn vậy thôi mà nó rất chi là chặt đấy các bạn. Mình nén với là cái kinh nghiệm với kỹ năng nén thì không thể nào mà chia sẻ cho anh em hết được. Thì dưới ra mình chỉ nói là mình nén vải ở bên trong, ép 50 kg vải mình nén vào bên trong để cho nó cứng vào cát. Nhưng mà các bạn tập luyện là nó không để lại những chấn thương, giống như các bạn mà nhồi vào cát, các bạn mua về, các bạn mua bỏ về, các bạn bỏ cát vào là các bạn tập luyện thì các bạn sẽ đấm vào, các bạn sẽ bị đau chấn thương tay và đá và sẽ để lại chấn thương ngay. Và nhất là bạn là mới tập võ, bạn nào mà mới tập võ là càng bị chấn thương, còn bạn nào đã tập võ thì còn đỡ hơn chút xíu, mà bạn nào mới là chấn thương ngay. Thì bên mình có rất chi là nhiều cái ưu điểm với dòng sản phẩm bán chạy này. Thì riêng mà dòng này xét về thị trường của Việt Nam á, thị trường Việt Nam hiện tại không có cái màu đỏ đen nào mà nó như thế này. Trước tiên là nó màu đỏ đen như thế này. Cái logo này, logo của thương hiệu mình thì không nói rồi, logo thì riêng rồi, nhưng màu đỏ đen như thế này mà loại 1m2 là trên thị trường hiện tại bây giờ là không có. Chỉ có một là màu đen đen luôn, đỏ đỏ luôn, nó không có màu đỏ đen. Cái thứ hai nữa là dây xích của nó chỉ có hai cái, của mình là ba cái dây xích treo vào cát rất chi là chắc chắn này. Và cái điều đặc biệt là cái da tổng hợp, chất liệu da tổng hợp thì rất chi là tốt. Và cái điều quan trọng nhất là bên trong có lớp dây chủ lực, lớp thứ hai nhé, có bao cát này là một lớp rồi, mà bên trong một lớp nữa là lớp thứ hai là lớp dây chịu lực. Cái lớp dây chịu lực này giúp cho bao cát có thể chịu lực được cái lực rất chi là nhiều. Và thứ hai nữa là giúp cho bao cát không bị gãy đôi. Thứ ba là giúp cho đáy bao cát nó không bị tuột, thành thử cho bao cát nó có thể bền gấp 2 lần. Thì bình thường nó có thể xài được 3-4 năm thì có cái dây chịu lực thì có thể lên đến 6-7 năm là bình thường. Nhưng mà bao nhiêu thế này các bạn về treo, các bạn để trong nhà các bạn tập cả 10 năm vẫn chưa hỏng. Nhưng mà các bạn mà mình để cho các bạn nhồi bao, các bạn không biết nhồi, không có kỹ năng là các bạn có thể là nhồi không đảm bảo đâu, chỗ to chỗ nhỏ chỗ này chỗ kia là nó đều như mình, là nhồi bao cát trên dưới như một, nó đều và nó tròn bao cát rất chi là đẹp mà nó cứng. Thành thử ra cái đó là một trong những kỹ năng mà bên mình là nhồi được, mà trên thị trường bây giờ đa số là rất chi là yếu, đấm vào nó mềm xèo. À, nếu mà nhồi bằng vải thì đấm vào nó mềm xèo, nó không có cứng như bên mình. Thành thử ra phải có kỹ năng và kỹ năng ép vải sao để cho nó chắc, cái đó là kỹ năng nha anh em. Thì các anh em mua vỏ bao cát thì các bạn mua cái vỏ này, loại này cũng có luôn, và các bạn có thể tự nhồi vào vải khô cắt nhỏ hoặc là nhồi vào mùn cưa gỗ, hai cái loại đó, bột gỗ, mùn cưa hoặc là vải khô cắt nhỏ, các anh em vẫn nhồi được nhé. Thì cái giá bán vỏ trên thị trường hiện tại bây giờ là 650.000, giá bao cát nhồi sẵn như thế này là 1 triệu, giá nhồi sẵn là 1 triệu, còn giá vỏ bao cát là 650.000 đấy. Và bao cát của mình có bảo hành cho các bạn 1 năm. Đấy, bao cát mà mình vẫn bảo hành nhé, các bạn đấm đá trên cưa nào mình cũng bảo hành, trừ khi các bạn lấy dao các bạn cắt, lấy cái gậy côn các bạn đánh vào để cho nó cố tình phá bao cát, hoặc là lấy lửa các bạn đốt thì mình không bảo hành. Còn nếu mà tập bình thường thì mình sẽ bảo hành các bạn là 1 năm. Có nhiều cái trường hợp gỗ quái om là người ta có thể là dùng dao người ta rạch, người ta kêu mình bảo hành, mình nhìn qua hình ảnh là mình đã biết rồi. À, cái dao đường dao là lúc nào nó nhìn nó cũng bén, rất chi là bén, bén cạnh. Thành thử ra mà ai mà phá là như thế nào là nhìn qua là mình đã biết được rồi. Nên mình không có bảo hành những cái trường hợp đó, còn mình bảo hành là những trường hợp đấm đá vào mà nó bị lỗi gì là mình sẽ bảo hành nhé. Thì mình chuẩn bị ship, nếu mà ship ra Hà Nội thì khoảng tầm 250.000 một bao cát to như vậy ship ra Hà Nội. Nếu mà vỏ bao cát thì 60.000 là tiền ship bưu điện. Thì các bạn biết đấy, một cái vỏ bao cát như thế này là nó nặng 3 gần 5 kg, gần 5 kg là vỏ bao cát. Thì mình cái dây xích này các bạn biết là mình cái dây xích này thì là ký dưới rồi, rồi 2 ký rồi. Rồi nó là cái vỏ này. Thì anh em đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Toản nhé, số điện thoại Toản sẽ để trên màn hình cho anh em đặt hàng. Đó là
0987961325. Và các bạn có thể lên website của mình, Facebook, Zalo của mình ở phần mô tả dưới video này đã có đường link vào website mình, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cái sản phẩm khác của bên mình, giống như cô nhịp phúc có các cỡ dài cô nhịp phúc, hoặc là găng tay phúc sinh, hoặc là găng tay mây bóng phản xạ gì đó, các bạn có thể lên tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới.